Ok, xin chào mọi người nha. Đấy, hiện tại thì tôi đang ở 106 đường Yên Phụ. Đấy, thì hôm nay thì tôi sẽ review cho các bạn một món thức uống rất là hot. Đấy, đó là món bia trứng các bạn nhá. Đấy, bia trứng thì nó được có ở quán cà phê Giảng các bạn nhá. Đấy. Đấy thì trước đây thì là cái món cà phê trứng đấy thì nó rất là phổ biến ở cà phê Giảng rồi các bạn nhá. Thì bây giờ thì là có cái món bia trứng đấy thì mình chưa được thưởng thức món bia trứng nên là hôm nay mình sẽ thử lần đầu tiên và cũng như là review cho các bạn biết nhá. Mình có nhiều cơ sở ấy chú nhỉ? Bên nhà chú là có 3 cơ sở. 3 cơ sở chú. Gốc là đâu rồi chú? Gốc phố cổ. Phố cổ chú nhỉ? Vâng. 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 Chú đây à? À thế ạ. Vâng vâng. Vâng. Giới thiệu với các bạn đây là chủ nhân của món cà phê trứng và bia trứng. Vâng. Chú là thứ tư trong gia đình. Còn cái cậu mà bán hơn là cậu út. À vâng. À thế là gia đình mình có 4 người đúng không ạ? Vâng. Rồi cảm ơn chú nhá. Rồi rồi. Ok các bạn nhá. Đấy, thì đây là cái món bia trứng đây các bạn. Đấy thì thành phần thì đây là trứng đánh với cả chắc là đánh với cả bơ các bạn ạ. Đấy nó rất là kết các bạn nhá. Đấy nó rất là kết các bạn ạ. Đấy. Đấy thì hồi xưa thì hồi thời sinh viên cách đây tầm khoảng 4 năm ấy thì tôi cũng đã thưởng thức cái món cà phê trứng rồi. Đấy. Nó có một cái vị rất là lạ. Đấy bây giờ thì tôi sẽ thử lần đầu tiên cái món bia trứng các bạn nhé. Đây là một chai Sài Gòn, bia Sài Gòn lùn. Đấy chúng ta sẽ đổ vào. Đấy. Đánh lên. Và bắt đầu thưởng thức thôi. Đấy ok, xin chào các bạn nhé. Đấy thì hiện tại trên tay tôi đang có một cốc bia trứng. Đấy sau khi cho bia vào rồi với cả cái phần trứng đánh rồi thì bây giờ tôi sẽ thưởng thức cho các bạn xem nhé. Xem mình mùi vị như nào. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món bia trứng các bạn ạ. Cái vị nó có vị ngọt ngọt bùi của trứng. Đấy nó có cái bọt của bia đắng đắng nữa. À, nhưng mà lại bình thường mình uống bia thì có có bia các bạn nhé. Đây thì là đa phần là chỉ có bọt thôi. Rất là ngon. Thêm gì nữa ui rồi. Ok mời các bạn nhé, mời các bạn nhé. Đấy, còn thế. Đấy, nói chung là rất là đặc biệt các bạn ạ. Rất là đặc biệt. Nếu mà các bạn uống cái bia này không ấy thì nó chỉ có cái vị mát, vị chát của bia. Đấy. Còn lại uống cái này thì nó có thêm cái vị ngọt ngọt. Rất là phù hợp cho các bạn nữ uống các bạn ạ. Đấy, thế nên là mọi người nếu mà có cái thời gian cũng như là có cái hội ra Hà Nội thì có thể đến cà phê Giảng ở 3 cơ sở đấy để thưởng thức cái món cà phê trứng này nhá. Đấy hiện tại thì tôi đang ở 106 cà phê Giảng đường Yên Phụ các bạn nhé. Ok mời các bạn. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi tôi xin được kết thúc video này tại đây nhé các bạn.